Dạ anh hai nói, anh nói chi? À anh hai nói phải đâu này à. Thời buổi này con cái nó không còn coi cha mẹ ra gì nữa. Cái gì nó cũng tự định đoạt, không cần hỏi qua cha mẹ. Nhưng mà tôi nói anh hai nghe, bởi vì cuộc sống ở Mỹ giờ nó là vậy anh hai. Càng tự do bao nhiêu thì tuổi trẻ nó lại càng làm tới. Nhưng nhưng mà tôi nói anh hai nghe. Ủa hả anh nói chi? À ồ cái chuyện đó no problem. Được mà anh hai, anh yên tâm đi, tôi sẽ thuyết phục nó một lần nữa. Nói thiệt với anh hai nghe, nếu mà nó không nghe lời tôi, nó cãi đó nghe, tôi từ nó liền đó anh hai. Anh cứ việc nói cho cô, cháu Liên nó biết, nó yên tâm đi. À, nó đừng có buồn nữa, trước sau gì mình cũng là xui gia với nhau mà. Ủa sao anh thở ra anh hai? Hả anh mệt hả? À vậy anh vô nghỉ đi anh hai. Ờ à, thôi anh vào nghỉ nha. Rồi bye bye anh hai. Bye bye. Dạ thưa ba, con mới về. À con. Cha bữa nay đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Đi đâu đâu nữa. Trời ơi, tao có đi đâu đâu luôn. Mày thấy tao mặc đồ đẹp cái định tự nhiên mày nghi à. Tao định qua nhà của bác Phú đó con. Có ba chuyện... định qua nhà bác Phú để nhờ bác Phú một chút chuyện. Chuyện gì vậy ba? Nè con ngồi bình tĩnh. Dạ. Nghe bà nói nè. Bà nói con nghe. Cái chuyện hôm qua mà ba bàn với con đó là cái chuyện bác Phú đó. Nói thiệt, gia đình mình mà làm xui gia với gia đình bác Phú á, nếu mà làm xui gia được á thì ba nói thiệt với con, perfect. Con đã nói với ba nhiều lần rồi. Sao? Con không thể nào con cưới một người mà con không có yêu thương được đâu ba. Mày, chứ tao với má mày đó có thương nhau đâu. Rồi cưới với nhau về rồi thương nhau lấy nhau mới lòi mày ra. Tao nói mày nghe, đối với gia đình bác Phú đó con, ngoài cái tình nghĩa ra, ngoài cái ơn ra, bác Phú còn giúp đỡ cho gia đình mình đủ thứ hết trơn. Ngày qua Mỹ gia đình mình thiếu thốn, nhờ bác Phú giúp đỡ từ manh quần tắm áo. Không lẽ hôm nay gì mình lại phụ ơn người ta sao con? Bà, con nghĩ ở đời sao nghĩa mình trả bằng nghĩa, ơn mình trả bằng ơn. Không thể nào đem hôn nhân, đem bạc tiền ra để đáp đền ơn nghĩa đâu ba. Thôi thôi, mày đừng có lý lẽ thêm chi. Khi ba đã hết lời hơn thiệt, tao chỉ nói một lời thôi, mày phải cưới con Liên. Đời đã dạy tao biết hơn thua mới là người thành đạt. Đã có thời cơ thì mày phải biết tiến thân. Ba ơi xin ba hiểu dùm hoàn cảnh của con. Con và Nhung yêu nhau 5 năm rồi, tình nghĩa đã nặng sâu. Thề nguyện cùng nhau sẽ nên chồng nên vợ. Con không muốn miệng đời cười chê rằng mình phụ có tham sang. Tao đã nhất định rồi, đừng có cãi tao. Trời, tức quá mà. Thì bực mình cho con với cái. Ba, tao đi à. Ba. Trời ơi, bây giờ ăn nói sao với Nhung đây? Thiệt là ủa, Nhung, em đến hồi nào vậy? Anh đừng có nói nữa, em biết hết rồi. Em biết nãy cái gì? Nãy giờ em đứng ở ngoài kia kìa, em nghe hết á. Trời anh ơi, đừng có giấu em nữa. Em biết chuyện của chúng mình mà, cuối cùng cũng vậy thôi à. Không có Nhung gì hết á. Ở Mỹ mà cũng vậy nữa hả? Nhung, ước mong chi nhiều rồi được gì đâu. Em biết tình ta chỉ là khổ đau.
vẫn mong manh khi đêm về nghe tiếng gió lạ. Lỡ đã yêu rồi thì làm sao quên. Thương nhớ từng đêm mình thầm gọi tên. Con đường xưa đó mình đi về, hẹn hò anh đợi em trông, sao bây giờ xa vắng buồn không. Nhung, anh ơi, nước mắt bao đêm em đã khóc thương cho phận mình bé nhỏ. Vì trót yêu anh một lầm hai lỡ nên đành cảm ơn sầu hận đã yêu đương gặp gần trên biển cả, sóng gió vô tình vùi dập ta tay. Anh hãy dâng lời cho tròn đảo yêu anh, cưới vợ giàu sang đáp đền ơn sâu biển lớn. Đừng có đừng sầu đừng thương tiếc chi em, thân phận bỏ bèo của một người con gái. Đừng khóc nữa em ơi, cho lòng anh tan nát tình yêu của đôi mình. Dù gặp cảnh thương sầu nhưng mãi mãi thiên thu khi tình đã dài tình nặng nghĩa sâu. Nay cha già muôn dứt đoạn tình ta, nhưng anh vẫn yêu em và yêu mãi mãi. Đời không em anh sống chỉ thêm buồn. Kỷ niệm tình yêu còn nguyên vẹn trong lòng. Cuộc sống nơi đây nhiều đắng cay chua chát, nhưng anh vẫn còn vị ngọt của tình em. Đông sẽ qua dần, tuyết lạnh sẽ tan mau, nhường lại mùa xuân cho đời xanh tươi cây lá. Em có nghe không lời tim anh tha thiết, sẽ không bao giờ anh phụ tình em. Tình yêu ơi tình yêu, thuở xưa nếu biết duyên tình đâu, gặp ngàn trai xót xa nghẹn ngào, bây giờ ta ôm trái sầu. Thà làm thân gỗ cây tận rừng cao, thà làm viên đá âm thầm đầy biển thật sâu. Phần tôi mong người thấu hiểu giùm anh, vì hai chữ yêu anh nặng lòng. Xin ông trời cho sống qua ngày, tôi tự
nửa đi em tiếng đắng lời cay hay ngọt ngào tha thiết. Để anh được lắng nghe từng lời em à, từ bờ môi em ru hồn anh say giấc mộng dịu dắt tình yêu vượt muôn ngàn cơn sóng gió ba. Đừng nói lời biệt ly cho sầu lại thêm sầu, anh hứa yêu em thì dù cho núi lỡ dẫu non mòn hay biển cạn nào phai, thương cha và nguyện trọn câu hiếu ân, nhưng phụ tình em anh cũng không đành cam. Giờ đây anh đứng trước ngã ba lòng ngang trái, biết phải làm sao cho tròn vẹn đôi đàn. Đời tôi chấp nhận thương sầu để anh vui sống sang vào bên ai. Con người đẹp nghĩa tương lai, riêng tôi đêm bước đêm dài cô đơn. Anh đã nói rồi, nếu mà ba khăng khăng không cho anh cưới em hả? Anh nói thiệt á, anh tự giận anh chết. I kill myself. Anh chết là anh bỏ em trai, em cũng chết theo anh luôn à. Nếu hai đứa em mà chết á, tao cũng đai theo. Từ ba mới chào bác. Nãy giờ tao đứng trong này rồi, tao nghe hết rồi. Tao nghe tụi bay than thở với nhau, tao muốn rụng rúng nha. Nhung Nhung. Dạ. Con đây còn má con đâu? Dạ má con đi lấy đồ may về. Uổng không, tính gặp bà mà bà đi. À, thôi bây giờ ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nếu tụi bay thương nhau á thì làm gì làm, nhưng phải cho tao đứa cháu nội nha. Để tao ẩm tao bồng nữa chứ. Ba. Cái gì ba? Để tao nói mày nghe, già lớn rồi phải có đứa cháu. Nó trưa trưa cái nó bứt râu giò tóc để tao ăn ủi tuổi già tao chứ mấy tao chết sao ấy. Ba nói vậy là ba cho con cưới Nhung hả ba? Con gì nữa cho phép. Trời ơi, em ơi. Em có công nhận một điều, bữa nay ba đẹp trai không? Trời ơi. Ba cho con hôn bàn cái. Bậy mày. Trời đừng cãi vui quá. Tôi đừng phải làm gì, tôi thấy kỳ quá. Bây giờ chào khán giả đi, rồi muốn gì vô trong kia rồi hôn. Rồi chào. Giọng cười của ba nổi tiếng lắm anh.